Chào cả nhà thân mến, hôm nay chia sẻ cho cả nhà cách làm mì canh chiên cà ri rất là ngon. Bây giờ mình thấy cách làm mì canh này cũng rất là hot và cũng rất là dễ làm. Bây giờ vào bếp làm cùng với mình nha. Mình sử dụng 300g bột mì đa dụng và 120 nước. Nhào một xong thì để cho bột nghỉ trong vòng khoảng 15 phút. Sau khi bột nghỉ khoảng 15 phút thì mọi người mang bột đi rửa. Rửa hết các lớp bột bên ngoài và cuối cùng mọi người thấy cỡ bột như vậy là được này. Để tạo hình mì canh giống dệt theo thì mọi người cuốn mì canh qua đôi đũa. Mọi người nhớ quét đầu ăn trước qua đôi đũa chứ không nó dính lắm nha. Cuốn xong thì mọi người luộc mì canh qua nước sôi. Mọi người nhớ là nước sôi thì cứ bỏ mì canh vào nha. Sau khi luộc xong thì mọi người bỏ mì canh qua một thau nước lạnh để lát nó tuốt ra cho nó dễ. Vì mì canh đã còn nước nên mọi người tráng qua một lớp bột chiên giòn để lát nữa chiên lên thì nó sẽ không bám dầu. Để cho món mì canh này nó thơm, nó ngon và hấp dẫn thì tôi sẽ mang đi riêng nước mắm với cà ri. Mọi người riêng mì canh với cà ri rất là thơm, màu rất là đẹp. Đến lúc này nhìn mì canh rất giống cho theo đúng không cả nhà? Cả nhà làm thử cái món mì canh riêng cà ri này cũng rất là ngon. Bây giờ thì mời cả nhà ăn cơm cùng mình nha.